Hello, chào tất cả các anh em. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video này, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm thanh cao cấp. Dòng này sẽ đến từ thương hiệu của Denon và sẽ có tên model là 1500R. Đây là dòng mà họ nói là cực kỳ là phổ biến của thương hiệu Denon. Dòng này hiện được sản xuất vào năm 2000 đổ là đôi nha mà. Nên nói chung là những con sản phẩm của dòng này thông thường thì phải nói là ngoại hình cũng còn rất là mới, đẹp và bắt mắt so với những cái dòng rất là cổ đời đầu 7 hoặc là đầu 8 nha anh em. Đây con này về hình thức còn rất là đẹp, mới là khoảng 95%. Đây mời anh em cùng xem. Con này mà Nhật có là con này sẽ có màu vàng xâm banh nha anh em. Con này sẽ có một cái phiên bản màu đen nữa. Và màu vàng thì thông thường thì giá sẽ cao hơn là con phiên bản màu đen anh em mà. Đây, bên cái sản phẩm, mặt sau của sản phẩm, đây anh em thấy là cái chạp loa của sản phẩm vẫn còn vàng óng ánh anh em mà, lung linh. Đây, các cổng cái nét cũng đẹp vùng vào cực kỳ là nhiều và đầy đủ anh em. Đây có cổng mới gặp và chú anh em à. Đây phẩm thì sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là 8 chạm loa. Hệ thống mà đánh A hoặc là B là 4-16, đánh A B cộng là 8-16. Và anh em phải đấu pin quang pin cũng được anh em. Đây tem của sản phẩm Denon 1500R, số serial, điện là 100V, công suất là 250W. Và con này là hàng đúng chuẩn Made in Japan. Đây về mặt trước sản phẩm thì cũng được trang bị rất là đầy đủ các nút tính năng nha anh em. Đầu tiên chúng ta sẽ có ở đây chúng ta sẽ có một cái sensor. Sensor này anh em sẽ điều khiển qua remote được luôn anh em. Và tức là lô hàng này về thì không có remote anh em à. Đây, nước điều chỉnh về cả bass, cả treble và ba lăng. Và có cả loa nét nha. Đây, cái này có cả loa nét luôn nha mà. Đây, volume. Và các cổng kết nối tín hiệu nguồn vào của sản phẩm thì anh em có thể điều chỉnh ở đây nha anh em. Đây, CD, tuner và AUX là 3 cổng mà chúng ta sẽ dùng thường xuyên nhất. Còn là phono và mâm đĩa than. Còn đây các cổng mà dùng để ghi âm cho anh em. Cổng direct anh em nhấn vào nó sẽ bỏ qua cái nút chức năng của bass và treble và nó nghe thông qua trực tiếp cái CD hoặc là điện thoại luôn em mà. Và dòng này thì bề nội thất thì cái này sẽ được trang bị chúng ta tổng cộng là 8 sòng MOSFET anh em. Nói chung về chất âm của dòng này thì sẽ trong một cái giải bass nhưng mà đặc trưng của Denon anh em mà. Giải bass thì nó sẽ rất là lực, rất là căng, đánh nghe hết sức đặc biệt. Dòng 1500 R với dòng 2000 chất âm thì nó sẽ tương đối là giống nhau nha anh em. Đây, cái này thì về thiết kế mà rất là đẹp nha mà, bắt mắt nữa anh em. Chất âm thì cái này rất là hay. Và Nhật quên báo giá luôn cho anh em thì cái này có giá rất là tốt, chỉ với 9.700.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại, qua Zalo để được Nhật tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhé. Rồi mà anh em cùng thử lấy chiếc âm. Còn những gì từ
ước mơ làm chỉ một lần buồn chưa vội xóa. Quê cũ khi bao tình tôi mến đêm trăng dâu, mộng ngày thiềm hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời nào ta rót vào tim nhau chẳng mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi. Nhắn chi chuyện cũ thấy đau lòng đầm người ơi. Còn thương nhau nhé xin quên đi này đã. Từ khi vào tính rồi lành pha phù phôi, ngày nào còn cô gian dối. Tôi mãi chưa quên được ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì ước mơ làm chi một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ khi bao tình tôi mến đêm trăng dâm, mộng ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Về chất âm của The Gnome 1500R thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian theo dõi video của Nhật Audio. Nếu em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại em trên những video lần tới.